Thưa quý vị, quá tải bệnh viện từ lâu đã là vấn đề nan giải của ngành y tế. Tại các tuyến cuối thì tình trạng này diễn ra thường xuyên. Bệnh viện Việt Đức, một trong những bệnh viện hàng đầu về điều trị chấn thương chỉnh hình, cũng không ngoại lệ. Ở đây thì tình trạng thiếu giường, tăng cường thêm giường bệnh tại các khoa phòng là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là sau các dịp nghỉ lễ, số lượng bệnh nhân tăng đột biến. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại Bệnh viện Việt Đức vào tối qua. Thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khoa chấn thương chỉnh hình 2 của Bệnh viện Việt Đức. Trong Bệnh viện Việt Đức thì khoa chấn thương chỉnh hình 2 là một trong những khoa mà điều trị cho những bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt hay là thậm chí là có những đánh nhau, bạo lực xã hội mà dẫn đến phải vào viện điều trị. Như quan sát của tôi thì hiện tại ngoài những cái phòng bệnh mà đã chật kín những giường bệnh từ 10 đến 12 giường bệnh thì những hành lang thì cũng được tận dụng để kê thêm những chiếc giường bệnh, những chiếc cáng như thế này để có thể là đủ sức để tiếp nhận bệnh nhân. Theo các bác sĩ, ngày hôm nay thì trong khoa số lượng bệnh nhân chỉ thuộc vào loại trung bình so với những ngày thường, bởi vì có những ngày số lượng bệnh nhân đông hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay thời tiết ở ngoài thì tuy là không nóng lắm nhưng mà theo cảm nhận của tôi khi mà đứng ở trong khoa này thì tôi thấy là khá là ngột ngạt, xen lẫn giữa mùi thức ăn và mùi thuốc men nữa. Và để hiểu rõ hơn về cuộc sống của những bệnh nhân thì tôi sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với một bệnh nhân mà đã nằm ở bệnh viện này 16 ngày. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, thưa anh, trước hết anh có thể cho em biết rõ hơn là anh nằm ở trong bệnh viện này bao nhiêu lâu rồi ạ? 18 ngày. Vâng, không biết là nguyên nhân vì sao mà anh phải vào nhập viện này? Tai nạn giao thông chị. Tức là khi mà đấy là mình đang điều khiển xe máy, xe ô tô hay là có cái lý do nào mà mình lại bị tai nạn mà phải vào nhập viện ạ? Hôm đấy mình buồn ngủ, mình đã lấn làn sang làn đối diện và hai xe đâm nhau. Mình va chạm với một xe đi ngược chiều. Dạ. Vâng, không biết là khi mà nhập viện trong tình trạng của anh như nào? Vẫn bình thường, chỉ bị nó người mình gãy vất 6 xương. Trong phòng bệnh này thì rất là đông bệnh nhân, thì không biết là khi mà ở đây anh có cảm thấy là nóng bức ngột ngạt hay không? Bởi vì trong khoa chấn thương chỉnh hình thường là cái khoa mà đông bệnh nhân nhất ở Việt Đức này ạ. Mệt mỏi lắm chị, đông người quá. Mấy ngày hôm nay thì anh thấy nhiệt độ ngoài trời nóng, thì không biết là trong này thì cảm giác của mình như nào ạ? Trong này thì có điều hòa nó cũng đỡ hơn một chút. Anh có thấy là cái quá đông bệnh nhân rồi quá đông giường bệnh thì có thể là làm cho mình cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi hơn không ạ? Anh có thể nói cho em một chút về cái cảm giác của anh trong những cái 18 ngày nằm viện vừa qua ạ? Một ngày là dài như một năm chị ạ. Rồi, thôi nhá. Rồi.